tự họ biết nha. Chị gửi về. Dạ 150 chị. Còn cái đây là bảo hành. Dạ. Dạ. Các chị về thắc mắc cứ alo em tư vấn lại. Dạ. Chị để cạnh đó cho em. Chị có ai giới thiệu xuống nhà em? Giới thiệu nhiều lắm. Ừ. Có chị đã đưa số điện thoại, đưa số là biết. Dạ. Ừ, cái màu lây màu nhìn thấy tông da chị sáng hơn. Ý là vừa rồi á, hồi gì bữa hôm giờ lên chị làm mài là cái mài chị không thấy sáng, nhưng mà trời cái màu chuyển tông rồi kìa. Đợt hồi nãy chị vô là thấy sáng vì cái màu chuyển nâng tông lên rồi nè, là thấy cái gì mà. Cho cây đèn lui xếp bác bởi vì Hiền ơi, có chị túi chị bé chuyển khoản cho Hiền thì. À, có con ma đưa thì. Em dọn sơ rồi các em về đi. Còn không thì về đi, ma xuống dọn không được. Sao về đi, ma xuống dọn được. Câu nãy làm mấy lần rồi, câu hết nó làm em từ năm lớp 9 anh chị, 8 lớp 9 chim quen rồi. Thỉnh thoảng là già tháo mạng tới làm, làm lần với hết cái lần già làm hết lần. Rồi ví dụ như trời chị làm cho cô mấy lần, xong cái hết xong rồi cũng lệ thuộc vô hát. Khi môi chị thấy lên là ít là chị cho đi làm đi, chị đừng có để nhiều như đi. Dạ trừ chị biết em rồi đó. Dạ khi mua có thì chị cho đi làm để cho giữ cho cơ địa thằng ấy không bị rỗ đó, hay đó. Cơ địa không bị rỗ đó, bị nặng trịch đi là thuộc vô nặng rồi đây, nhưng mà tính ra là có được cái da, cái da hiền á. Cái dây cái vàng bác rỗ đó chứ. Cô một đá ghê lắm. Chắc là nha em. Chị thôi nha em làm cho chị. Đá một thịt cho bên em. Một đá một thịt cho bên em cũng làm được hết trơn.
coi. To. To. To lắm luôn. Ừ. Em mà to đá bài thằng cô nãy. À. Nó hơn. Cho nên đúng rồi. To xì mua thuốc sắc to hơn à. Không ra bị vô mà có thể cái góc bị trực tiếp với thì không trực gì các bạn cực nhỏ này. À, hồi nãy chị nói chị thuốc à? Thuốc bây giờ em có thuốc không chị? Chị muốn mua thuốc gì rồi em bán thuốc cho chị. Cô này gì hả? Dùng thuốc nữa là 3 ngày sau là chị thấy nó khác hẳn. Nãy em làm xong là chị đã thấy khác rồi, đừng có nói chị tới về nhà nghe. Đâu chị nhìn chơi, chị nhìn mấy cái dưới bên đó.